Ok chị ơi, chị ngồi đây làm gì đấy? Sao không đóng hàng đi? Đây, từ sáng đến giờ chưa được cái gì mà bốc đây. Này còn đây nữa còn chưa đóng xong. Để cho tao nghỉ đi, tao mệt quá. Thôi chị ạ, cố lên cho kịp hàng gửi cho khách. Ừ ấy. Thôi được rồi, tiện trong một video này, tiện đóng hàng cho khách thì em sẽ lên một video từ không chuẩn bị đến không đóng gói để cho mọi người yên tâm về vấn đề đặt hàng của Unilogic và ship code đi xa nha. Sản phẩm đóng gói cho một anh khách ở Đồng Nai với mã sản phẩm là XD01 được phân phối chính hãng bởi hệ thống nhạc cụ Kimusic với màu đen sơn bóng rất bắt mắt, giá chỉ 899.000. Test qua hình thức và kiểm tra âm thanh lên dây trước khi đóng gói. Ok, tem bảo hành 3 năm của khách hàng thì được dán sau cần đóng. Sản phẩm XD01 anh khách mua kèm cùng với đầy đủ phụ kiện, bao gồm một bao da 3 lớp, một capo, một lục chỉnh cần, một bít gẩy, một miếng dán chống xước và một quyển giáo trình học chơi. Để trong bao da như thế này thì đàn vận chuyển đi sẽ an toàn hơn đấy ạ. Đóng gói ship code tận nơi, nhận hàng được kiểm tra ưng ý rồi mới phải thanh toán. Và chính sách bảo hành vẫn là 3 năm, chế độ đổi trả trong 7 ngày đầu tiên. Còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay inbox và đặt hàng cho hệ thống nhạc cụ Kimusic nhé.